Cô chú anh chị thân mến, hiện nay thì em Tư đang có mặt tại con đường này, là con đường Đào Trinh Nhất đối dài. Đây chính là con đường An Bình nha các anh chị. Và cái hướng mà xe ô tô đang đi các anh chị, đó chính là kết nối thẳng ra con đường Phạm Văn Đồng. Nó cách đường Phạm Văn Đồng khoảng tầm 1 km nha các anh chị. Đối diện bên này có trường mầm non Sơn Ca, nhà biệt thự ha. Và phía bên này đó chính là con đường quốc lộ 1A nha các anh chị. Nó vào khoảng 400m thôi, 400m. Và trong video ngày hôm nay em Dư ở đây để chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà một trệt hai lầu tại khu vực này. Đây các anh chị, đây là cái con đường trước nhà mình. Con đường này nó là con đường nhựa, rộng vào khoảng 4,5m nha các anh chị. Rộng vào khoảng 4,5m. Vào phía bên trong đó chính là đường cụt nha các anh chị. Và phía mặt đằng sau đây nó cách con đường Đào Trinh Nhất, hay còn gọi là con đường An Bình nối dài, nó vào khoảng 200m thôi nha các anh chị nhé. Đường này thì ô tô đi vào thoải mái các anh chị. Ngôi nhà anh em Dư chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình, nó thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Được xây dựng là một trệt hai lầu các anh chị, với bề ngang là 5m và bề sâu là 14m. Tổng diện tích là 70m2, thổ cư 100% nha các anh chị. Từ vị trí ngôi nhà hôm nay em chia sẻ, nó kế bên ngay khu công nghiệp Bình Đường, và nó cách trường mầm non Hoa Hồng 6, trường cấp 1, cấp 2 An Bình, nó vào khoảng 200m thôi các anh chị. Và nó cách chợ Việt Lập chỉ 700m. Ngôi nhà rất là đẹp và kiên cố anh chị nha. Chủ nhà có gắn cả camera luôn. Trồng rất là nhiều cây xanh. Trên sân thượng của nhà mình cũng có một cái mảng cây xanh luôn các anh chị. Kết cấu của ngôi nhà này được xây dựng là một trệt hai lầu, trong đó nó có một sân để xe, một phòng khách, có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi các anh chị. Ngoài ra về phía sân thượng thì nó có một cái vườn để trồng cây nữa. Chủ nhà có trồng cây trên này. Ngôi nhà này rất là đẹp. Nó thuộc hướng là hướng Tây Bắc nha các anh chị. Thuộc về hướng Tây Bắc. Hiện nay chủ đang gửi em ngôi nhà này với cái mức giá là 5 tỷ 100 triệu. Nếu như quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy liên hệ với em Dư nhé. Em Dư chuyên nhà đất Dĩ An Bình Dương.